60 nè. Rồi đây là chiếc 60 nha anh em. Giờ mình đã lột sạch lắp ra trên này, bắt đầu công đoạn làm mới là hết nha. Phần đồng là mình sẽ mở ra mình làm hết cái này rồi. Đây là nguyên chiếc á. Xong chắc khoảng chừng 10 ngày, 12 ngày đó là tôi sẽ hoàn thành cái máy này. Cái này giờ em bắt đầu đồng sơn được phần nửa rồi thôi. Rồi lăn cũng đã mình làm xong vậy thì giờ cái thất trên đó mình tiếp tục thi công tiếp. Mình cắt bỏ những phần đầu tư rồi mình thay mới lên thất. Phần đó cái bị này mất méo rồi mình thay ra luôn. Rồi chào anh em nha, chiếc này giờ cũng đã bắt đầu xong rồi đó. Lên cái bụng mới thì nóc mới luôn, nhìn chân đây giờ thì anh em thợ bắt đầu gắp phần cần thiết vô. Cái kia này có thể 2 ngày nó đi duyệt rồi. Rồi chiếc này giờ đã lắp xích rồi ha, xích mới 100%, rất là ngon đây nè, rất là hoàn chỉnh luôn. Đây sau này ưng ý nhất là dàn chân, người dàn lăng cũng là tinh luôn, rất là ok. Rồi chiếc này bắt đầu ráp vô ha, chắc có thể là lên máy luôn, làm hoàn chỉnh hết cho anh em luôn. Giờ chỉ dán tem mới là xong. Thì anh em chứ không nhận là lúc nó mới về đem xuống đâu ha. Giờ nó đã thành hình máy luôn là này. Chỉ gấp mới này thì thời gian chắc cũng khoảng 10 ngày mấy ngày, khá lâu. Mình nghĩ là dùng chân ha anh em. Đây là tiếng sét vô phần hộp số đây. Đây, chỗ này. Này em thay nhiều thứ trong này dữ lắm nha. Nhông bọng đạn tất cả là mới hết. Đây là phần hàn bên đây ha nè. Ok. Đây màu cam ở bên đây nha, là sơn rồi ha. Nhà này dán tem rồi. DC60 zin nữa luôn. Giờ kiểm tra phần điện là chỉ càng nữa là có thể giao này. Rồi cho mình cắt nha, 1, 2, 3. Rồi mình mới chạy về cho kịp để giờ lên máy. Đã bắt đầu lên máy. Anh em chịu khó xem xíu nha. Thì giờ xe đậu ngoài cũng vô được. Trời mưa lớn lắm nha anh em. Rồi lên an toàn rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Nếu anh em còn thấy thích cái kênh của mình á, muốn tham khảo về máy móc á, thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây. Thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất á, mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi xin cảm ơn nha. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặt cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Thì hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha.
Đây là những cái DC với MG Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy nước đó. Giờ bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em có lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Sao đây ha. Rồi máy mình có để sẵn ha, anh em cứ thích thì đến test máy à, em nghĩ chiếc nào thì lấy chiếc đó ha. Rồi đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy cho khách nha các bác. Thì ra đây thì các máy các bác mua sẽ được làm bảo dưỡng miễn phí ha. Sơn đồng là miễn phí toàn bộ, phụ tùng thì mình có tặng kèm theo á. Đây. Sao cũng được của máy cài nữa. Như mấy chiếc này đang làm này. À, chiếc này cũng đang gã hết ra. Chiếc này gã nhiều nữa đây nè. Này là đại tu luôn á. Này chiếc này giờ đang làm hộp số đã làm miễn phí ha. Cái khu vực này kia đâu được, mình chuyên thoải mái ha anh em. Đó. Nên cái lượng máy thoải mái nha. Rồi, cảm ơn. Ê, hai container chứ. Của máy gạch và liên hợp tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Cái địa chỉ của công ty mình ha là ở 167 quốc lộ 53 huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long á, người ta có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha, phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.